Sao nào, cậu còn có chuyện gì nữa? Ông nội đúng là người dễ quên thật đó. Hôm qua con đã cá cược với Hứa cho Hiệp, chỉ cần Bích Hoài có thể mua được tòa cao ốc văn phòng với giá 15 tỷ thì anh ta phải quỳ xuống xin lỗi Bích Hoài. Bây giờ Bích Hoài đã làm được, có phải cũng nên để Hứa cho Hiệp thực hiện lời hứa không? Bà mẹ anh ở đây nói sầm nói bậy gì thế? Đó chẳng qua chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Cho dù Hứa Bích Hoài đúng là mua được tòa cao ốc văn phòng kia thì thế nào? Tôi thật sự phải quỳ xuống xin lỗi cô ta sao? Tôi thấy cũng chỉ có một thằng nhóc vô dụng như cậu mới xem chuyện đùa này là thật mà thôi. Lúc đó là do chính anh mở miệng nhờ ông nội làm chứng vụ cá cược này đây. Bây giờ anh thua rồi, liền nói đây chỉ là trò đùa. Chẳng lẽ anh cũng đang nói ông nội là trò đùa sao? Cậu đừng có tùy tiện bôi nhọ tôi. Sao tôi có thể nói ông nội là trò cười được chứ? Anh hoàn toàn không kính trọng ông nội. Bảo ông nội làm chứng cho vụ cá cược này, bây giờ anh muốn đổi ý liền đổi ý. Đây không phải xem ông nội là trò cười thì là gì? Hứa Trai Hiệp, lẽ nào anh muốn đè đầu cưỡi cổ ông nội để cho cả nhà họ Hứa này đều phải nghe lời anh sao? Trai Hiệp, có chơi có chịu. Đàn ông con trai phải dám làm dám chịu. Nếu con đã thua rồi thì phải thực hiện thỏa thuận. Đàn ông nhà họ Hứa chúng ta sẽ không làm chuyện lận lộn vô liêm sỉ như vậy. Nhưng mà ông nội không những gì cả, quỳ xuống xin lỗi Hứa Bích Hoài mau. Đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa. Xin lỗi. Chỉ mong anh có thể nhớ lâu một chút. Ông nội, gần đây không phải ông đang tìm địa điểm tổ chức triển lãm đồ cổ của mình sao? Nếu Hứa Bích Hoài có thể dùng 15 tỷ để mua tòa cao ốc văn phòng của công ty địa ốc Thiên Văn thì chứng tỏ cô ta đúng là rất có năng lực, còn rất kính nể, hoàn toàn bị thuyết phục. Chỉ bằng bảo cô ta mượn biệt thự Thiên Văn làm địa điểm tổ chức triển lãm đồ cổ của ông đi. Như vậy mới thể hiện được đẳng cấp của ông nội. Đúng đấy ông nội, những đồ cổ kia của ông đều là vật phẩm hiếm có trên thế gian. Nếu muốn tổ chức triển lãm thì phải tìm được một địa điểm tốt. Mà bây giờ nhìn khắp Hồng Thành cũng chỉ có biệt thự Thiên Vân mới xứng. Hứa Bích Hoài có thể bỏ ra 15 tỷ để mua tòa nhà văn phòng, chắc chắn cũng có thể mượn được biệt thự Thiên Vân cho ông nội. Không bằng chúng ta cũng giao chuyện này cho chị ấy làm đi. Bích Hoài, nếu đã nhắc đến chuyện này thì con giúp ông mượn biệt thự Thiên Văn tạm vài ngày. Con mới mua tòa cao ốc văn phòng của họ, ông tin chắc họ sẽ cho con mượn đấy. Ông nội, biệt thự Thiên Văn là tài sản riêng của ông chủ công ty địa ốc Thiên Văn, con sợ người ta sẽ không cho chúng ta mượn đâu. Sao lại không cho chúng ta mượn? Chúng ta đã ủng hộ chuyện làm ăn của bọn họ. Hơn nữa, nhà họ Hứa chúng ta cũng không phải là một gia tộc kém cỏi. Cho dù là ông chủ của biệt thự Thiên Văn cũng sẽ nể mặt. Ông nội tin chắc năng lực của con, cho nên ông sẽ giao toàn quyền cho con lo điều chuyện triển lãm đồ cổ này. Biệt thự Thiên Văn là tài sản riêng của chủ tịch tập đoàn bất động sản Thiên Văn, cho đến nay vẫn chưa nghe nói cho ai mượn cả. Lần này tôi xem cô phải làm sao. Hứa Bích Hoài, chuyện biệt thự Thiên Văn cô phải làm cho nhanh đấy. Nếu làm chậm trễ buổi triển lãm của đồ cổ của ông nội, cô sẽ trở thành tội nhân của nhà Hứa chúng ta đấy. Chuyện này không đến lượt anh lo, bởi vì tôi đã mượn được biệt thự Thiên Vân rồi. Hứa Bích Hoài, chuyện biệt thự Thiên Vân cô phải làm cho nhanh đấy. Nếu làm chậm trễ buổi triển lãm của đồ cổ của ông nội, cô sẽ trở thành tội nhân của nhà Hứa chúng ta đấy. Chuyện này không đến lượt anh lo, bởi vì tôi đã mượn được biệt thự Thiên Vân rồi. Hứa Bích Hoài, dù cô có muốn nói dối thì cũng phải có căn cứ mới được. Ngay cả cửa biệt thự cô còn chưa bước ra khỏi, cô nói mình mượn được biệt thự Thiên Vân. Cô mượn kiểu gì? Tự dưng tưởng tượng ra sao? Ha 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 ha.
Chắc là ông não nên xuất hiện ảo giác đó. Ông nội, tổng giám đốc của bất động sản Thiên Vân vừa nhắn tin cho con. Ông ta đồng ý cho chúng ta mượn biệt thự Thiên Vân rồi. Ta biết ngay bất động sản Thiên Vân sẽ nể mặt ta mà. Nếu họ cho mượn thì chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Bất hoài, triển lãm đồ cổ của ta sẽ giao cho con thực hiện. Sau đó con sẽ được nhận tiền lương và tiền thưởng nửa năm. Cảm ơn nội. Việc hôm nay kết thúc ở đây. Nếu bình thường mấy đứa không có việc gì làm thì giúp Bích Hoài chuẩn bị triển lãm đi. Bích Hoài là nhân tài ưu tú của nhà họ Hứa chúng ta. Mấy đứa nhớ mà học hỏi thêm từ con bé. Đồ đáng chết, sao lại may mắn như vậy chứ? Nghĩ cả biệt thự Thiên Vân mà nó cũng mượn được, đúng là nghịch thiên mà. Chó nhắc phải rùi mà thôi. Ai biết cô ta đã dùng thủ đoạn nào sau lưng người ta chứ? Cho dù cô ta có mượn được biệt thự Thiên Vân thì sao? Ông đây muốn đối phó với cô ta cũng có cách thôi. Bích Quyên, em cứ chờ xem kịch hay đi. Lần này nhất định anh sẽ khiến cho cô ta thắng bại danh liệt. Tổng giám đốc của bất động sản Thiên Vân gửi tin nhắn đó cho tôi, có phải là vì anh không? Tin gì kia, anh không biết. Anh đừng có giả vờ nữa. Mặc dù chuyện ông nội muốn làm triển lãm đồ cổ không phải là việc bí mật gì, nhưng chắc chắn bất động sản Thiên Vân không quan tâm đến nó. Huống chi ông nội vừa mới bảo tôi mượn biệt thự Thiên Vân thì tổng giám đốc của họ đã gửi tin nhắn tới. Nếu đó là trùng hợp thì tôi không tin nổi. Vậy thì anh cũng không giấu em làm gì nữa. Thật ra anh chính là chủ nhân của biệt thự Thiên Vân. Anh nói nghiêm túc xem nào, đừng có nói đùa nữa. Không phải anh đã từng nói rồi sao? Anh có một người bạn ở bất động sản Thiên Vân. Anh tìm anh ta nhờ giúp đỡ đấy mà. Cũng không phải là chuyện lớn gì đâu. Lâm Thanh Diện này, anh có một người bạn giỏi giang như vậy cũng không dễ dàng gì. Sau này anh phải cảm ơn người ta chân thành đấy. Vốn dĩ thanh danh của anh cũng chẳng tốt là bao. Đừng làm mất đi người bạn tốt đến vậy. Được rồi, biết rồi. Đều tại thằng ăn hại này cả, phá hủy tiền đồ tốt đẹp của con gái tôi. Nếu không phải vì cậu làm chậm trễ nó thì bây giờ người mà biệt thự Thiên Vân muốn tiếp đãi chắc chắn là con gái tôi. Nếu không phải vì cậu, chuyện tốt như thế đâu đến lượt Hứa Bích Huyên kia. Trước giờ con bé kia vẫn luôn bất hòa với Bích Hoài. Đợi đến khi nó được gả vào biệt thự Thiên Vân, chắc chắn nó sẽ không tha cho gia đình chúng ta. Đây đều là lỗi của đồ sao chổi như mày cả. Người ta đã nói là muốn đón ai đâu. Sao mẹ nhất định là Hứa Bích Quyên được? Tại sao người đó không thể là Bích Hoài kia chứ? Sao có thể là Bích Hoài được? Chẳng lẽ trong lòng mày không thấy cắn rứt à? Còn không phải là vì tên ăn hại như mày chẳng ở giữa hay sao? Mày còn mặt mũi nói vậy à? Đáng tiếc quá. Nếu không phải cô gả cho tên vô dụng Lâm Thanh Diện thì không chừng người mà chủ nhân của biệt thự Thiên Vân mời lại là cô đấy. Tiếc cho nhan sắc này ghê. Cô lại có năng lực như vậy, nhưng cả đời này chỉ có thể đi theo tên rác rưởi Lâm Thanh Diện mà thôi. Tính ra tôi còn phải cảm ơn cô đấy. Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa mà. Con gái, con còn nói giúp cho cái thằng vô dụng này nữa à? Nếu không phải vì nó, bây giờ con đã có cơ hội gả vào nhà giàu rồi.
Con gái, con còn nói giúp cho cái thằng vô dụng này nữa à? Nếu không phải vì nó, bây giờ con đã có cơ hội gả vào nhà giàu rồi. Dạ là, người mà chủ nhân biệt thự Thiên Văn muốn mời chắc chắn không phải là Hứa Bích Nguyên. Giờ cô ta đắc ý bao nhiêu thì đến lúc đó sẽ mắc mặt bấy nhiêu. Dù người được mời là ai thì chắc chắn cũng không phải là tôi. Thôi đừng nói chuyện này nữa, phiền lắm. Ôi, sợi dây chuyền này đẹp thật. Sợi dây chuyền này đẹp quá, em thích không? Có người phụ nữ nào mà không thích một vật như thế chứ. Chỉ có điều sợi dây này đắt quá. Giá thời điểm đã 30 tỷ rồi, sao tôi dám hy vọng xa vời như thế được? Thật ra có lúc mơ xa một chút cũng không phải là không được. Sao dám mơ xa đây? Chờ anh tặng cho tôi hả? Đừng có nói mấy thứ hảo huyền này nữa, ngủ thôi nào. Đi sang bên kia nhặt rác đi. Chỗ chúng tôi đang tổ chức một buổi đấu giá cao cấp ở đây. Cậu không nhìn xử xem mình mặc cái gì à? Tưởng chỗ nào mình cũng có thể đi vào được hả? Tôi tới tham gia buổi đấu giá. Cậu tưởng bụng tôi mù hay sao? Nhìn bản thân mình xem. Giá trị quần áo trên người của cậu cộng lại e cũng không quá 300 ngàn ấy chứ. Bất cứ đồ vật nào ở đây cũng đều giá cả mấy trăm triệu mấy tỷ đồng. Cậu nghĩ cậu mua nổi hay sao? Được rồi, được rồi. Đừng nói nhiều với cái loại ngu ngốc này nữa. Nhanh đuổi hắn đi. Đừng để ảnh hưởng đến những vị sắc khác. Xảy ra chuyện gì thế? Chị Hồng, cái tên nhặt rác này muốn vào buổi đấu giá, bị chúng tôi ngăn lại. Chúng tôi đuổi đi mà hắn không chịu đi. Nếu muốn tham gia vào buổi đấu giá của chúng tôi thì phải đảm bảo tiêu chuẩn tối thiểu. Nếu giá trị bản thân dưới 30 tỷ thì không được vào đây. Anh còn muốn đi vào nữa không? Cô có thể kiểm tra số tiền trong thẻ này. Nếu như thấp hơn 30 tỷ thì tôi sẽ đi ngay. Nếu vậy thì tôi sẽ dẫn anh đi kiểm tra tài sản thử. Nhưng mà tôi nói cho anh biết, nếu anh dám lừa đảo làm lãng phí thời gian của chúng tôi, nhân viên ở đây không phải là người không đâu. Nói thật, tôi không thể hiểu nổi mấy loại rùi bỏ như anh sao lại thích tinh tướng thế nhỉ? Biết rõ mình sẽ bị vạch trần mà cứ muốn mặc dày ra vẻ. Không hiểu mấy người làm thế để làm cái gì nữa. Tôi không tinh tướng. Mấy người yêu cầu đạt mức thấp nhất mới được vào cửa. Tôi để cho mấy người kiểm tra hẳn thẻ. Chẳng lẽ không đúng hay sao? Thôi, đừng có phồng má giả vờ mập nữa. Trong thẻ của anh đừng nói là có 30 tỷ. Có 30 triệu thôi, tôi cũng sẵn sàng viết ngược tên của mình luôn. Cô làm sao vậy? Tiền trong thẻ ít quá mà cô hoảng sợ à? 30. Mẹ nó, 30 ngàn mà cũng khiến cho cô sốc đến mức này à? Cô chưa từng thấy tiền hay sao chứ? Không phải 30 ngàn. Thế là bao nhiêu? Một cái thẻ rách mà cô còn ấp úng gì chứ? 30 ngàn tỷ.
Trong thẻ này có 30.000 tỷ. Một, mười, một trăm, ngàn vạn, triệu, tỷ, trăm tỷ, ngàn tỷ. Anh, trong thẻ của anh có 30.000 tỷ thật sao? Giờ, tôi có tư cách vào đó chưa? Có, ngài à, xin lỗi ngài quá. Tại tôi có mắt không tròn, thái độ vừa rồi không được tốt. Mong ngài đừng để bụng. Tôi dẫn ngài đi theo lối đi cho khách quý, sẽ sắp xếp một căn phòng riêng cho ngài nữa. Chị Hồng à, sao chị lại để cho tên ăn mày đó đi vào? Lại còn đi theo lối khách VIP nữa. Tên đó có cho chị cái gì à? Giữ cái miệng mình đi. Người đó là khách quý của chúng ta. Nếu ai còn dám nói ngày ấy là ăn mày nữa, thì thu dọn đồ đạc rồi cút xéo. Xin hân hoan chào đón quý vị đã đến với buổi đấu giá bảo vật trái tim thần Venus hôm nay. Trong buổi đấu giá hôm nay, quý vị có cơ hội sở hữu những món đồ vô giá như bình cẩu thời Thay Chu, ngọc tỷ triều quốc của hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Tăng Thủy Quang. Ngoài ra, còn có ngọc tỷ của vua Càn Long đời nhà Thanh. Đặc biệt, một bảo vật vô giá mà quý vị có cơ hội chiêm ngưỡng đó là trái tim thần Venus. Trái tim thần Venus được thiết kế từ tay của các bậc nghệ thuật hàng đầu quốc tế, là món trang sức quý giá vô cùng. Sợi dây này được đính từ 108 viên kim cương cao cấp. Giá khởi điểm của nó là 30 tỷ. Mọi người có thể bắt đầu đấu giá. Tôi ra giá 90 tỷ. Tên này điên rồi sao? Gà giá luôn 90 tỷ. Cái này là vượt xa giá thực tế của sợi dây này rồi. Người gà giá là thằng Thánh Phương nào vậy? Gà tay hào phóng thế. Chẳng lẽ người giàu nhất không thành à? Mẹ nó, tôi còn muốn trả khoảng 45 tỷ để mua làm quà sinh nhật cho bà xã. Giờ đúng là vỡ mộng rồi. Người nọ so sánh với người kia làm người ta tức chết. Đúng là người có tiền thật. Một chút tài sản của chúng ta ấy à, chỉ bằng giá của một món đồ trang sức của người ta mà thôi. 90 tỷ là một. Có ai ra giá nữa không? Tôi ra giá 105 tỷ. 135 tỷ. Một trăm ba mươi lăm tỷ lần một. 135 tỷ lần hai. 135 tỷ lần ba. Định giá bán. Chào ngài, lúc nãy em mạo phạm tới ngài nên muốn tới xin lỗi. Không cần. Ngài ơi, ngài đừng lạnh lùng như vậy, người ta chỉ vô tình thôi mà. Hơn nữa em cũng đã nhận ra sai sót của mình rồi, để bù đắp cho sai sót lần này, người ta đồng ý nghe theo ngài hết. Đây là danh thiếp của em, đợi đến lúc em tan làm, chỉ cần một cuộc điện thoại của ngài thôi, em sẽ đến ngay. Khi đó người ta sẽ mặc cho ngài xử lý, chắc chắn không phản kháng gì đâu.
câu lạc bộ đêm mãn thiên tinh là chỗ ăn chơi vô cùng nổi tiếng ở nơi này, được cánh đàn ông gọi là thiên đường. Mấy thanh thiếu niên hoặc là đang độ sung mãn đêm hôm khó chịu được vắng vẻ đều đi tới nơi này, tìm giải pháp. Mà sở dĩ nơi này nổi tiếng đến như vậy không chỉ vì có nhiều cô gái xinh đẹp, mà nguyên nhân lớn nhất là vì đây là một trong những khu vực của thiên vương thế giới ngầm Lý Huỳnh Thái. Lý Huỳnh Thái là một trong những nhân vật được chú ý nhất mấy năm gần đây ở Hồng Thành. Người này vô cùng hiếu chiến, lại có thực lực mạnh mẽ, một mình có thể đấu lại mười mấy người đàn ông vạm vỡ to lớn hơn anh ta. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, Lý Huỳnh Thái có thể dựa vào nắm đấm của mình để bò lên vị trí thiên vương thế giới ngầm ở Hồng Thành. Dưới tay anh ta có rất nhiều anh em trung thành tuyệt đối. Anh ta có thể tập trung lực lượng, cho nên hai thiên vương khác là Long Phi và Lưu Biên cũng vô cùng kiêng kỵ. Thằng nhóc này tới đây làm gì? Không thấy ở đây còn chưa mở cửa à? Cút nhanh đi, đừng quấy rầy mấy ông đây nghịch điện thoại. Bảo Lý Huỳnh Thái lăn ra đây cho ta. Thằng nhóc này tới đây làm gì? Không thấy ở đây còn chưa mở cửa à? Cút nhanh đi, đừng quấy rầy mấy ông đây nghịch điện thoại. Bảo Lý Huỳnh Thái lăn ra đây cho ta. Mẹ nó, muốn gây sự cái gì? Cho các người 3 phút, nếu không cút đi thì đừng trách tôi. Mẹ, mày là cái thái gì chứ? Dám tới đây thể hiện à? Chán sống rồi sao? Chẳng phải mày là thằng con rể vô dụng của nhà họ Hứa kia sao? Mẹ, dám tới mãn thiên tinh này thể hiện à? Xem ra mày không còn thiết sống nữa rồi nhỉ? Cái thằng ở rể nhà họ Hứa đấy à? Là cái thằng mà suốt ngày phải ở nhà giặt đồ, địa vị trong nhà còn không bằng một con chó đúng không? Đúng rồi, nó đó. Đồ vô dụng. Mau cút đi. Chỗ này không phải là chỗ mày nên tới đâu. Mẹ nó, đúng là không biết điều mà. Hôm nay phải cho mày nếm mùi lợi hại của bọn tao mới được. Hai đứa mày đang làm gì vậy chứ? Mở dừng lại cho tao. Sếp à, cái thằng nhóc này nè, không biết điều, dám gọi đích danh tên sếp, còn bảo sếp phải lăn ra gặp hắn. Chúng em chỉ muốn thay mặt sếp dạy cho hắn một bài học thôi. Thôi, ở đây không cần tụi mày nữa, mở cút đi. Sau này thấy anh này thì cho thẳng ra, dám cản nữa thì tao bẻ gãy chân tụi mày đó. Thái độ của Lý Huỳnh Thái với anh kính cẩn như vậy là vì tất cả những thứ thuộc về anh ta bây giờ đều là do Lâm Thanh Diện cho. 4 năm trước Lý Huỳnh Thái bị kẻ thù đuổi giết vì chạy trốn bọn họ mà đến Hồng Thành. May nhờ có Lâm Thanh Diện ra tay giải quyết kẻ thù của anh ta. Đã vậy còn cho anh ta câu lạc bộ đêm mãn thiên tinh này. Nếu không có Lâm Thanh Diện thì cũng sẽ không có người đứng đầu trong 3 vị thiên vương là anh ta đây. Lý Huỳnh Thái vô cùng biết ơn anh. Hơn nữa bản thân cũng biết rất rõ. Lâm Thanh Diện hoàn toàn không phải một tên phế vật như những người ta nói. Những thứ ẩn giấu sau lưng anh người bình thường vốn chẳng tài nào hình dung. Anh Diện, sao lại đến đây? Hai thằng đệ của em nó có mắt không chồng nên đã mạo phạm anh rồi. Để chút nữa em sẽ dạy cho nó, tụi nó một bài học.
vài hôm nữa, nhà họ Hứa sẽ tổ chức một buổi triển lãm ở biệt thự Thiên Văn. Tìm cho tôi vài người bảo vệ, đảm bảo buổi triển lãm đó diễn ra êm đẹp. Anh Biên, lần này anh phái cho em vài tay lão luyện tới triển lãm trộm vài món đồ cổ của ông nội em. Lúc đó em sẽ đổ hết lên đầu Lâm Thanh Diện, ép nó cút khỏi nhà họ Hứa. Còn số đồ đó chúng ta chia đôi. Anh thấy sao hả? Người thì tôi có thể cho cậu, nhưng mấy món đồ cổ đó thì sẽ là của tôi hết. Và cậu phải đưa tôi thêm 30 triệu, nếu không thì miễn bàn. Vâng, nhiệm vụ anh Diện giao, em đảm bảo sẽ làm thật chu đáo. Anh Diện, vào trong đi, hai ta cùng uống vài ly. Thôi, tôi còn chuyện đang làm, chuyện tôi dặn cậu đó. Nhớ, nếu làm hỏng thì chuẩn bị ăn nắm đấm này của tôi đi. Được thôi, cứ làm theo lời anh Viên đi, miễn anh đừng làm em thất vọng là được. Chú em cứ yên tâm, anh Biên đây đó giờ chưa từng biết thất bại là gì. Chiếc vòng này chắc chắn là do chồng tương lai của mình mua để cầu hôn. Theo như năng lực của anh ấy thì mua chiếc vòng như thế này chẳng nhầm nhò gì. Thật mong đợi quá đi. Tuy chưa biết người đó là ai, nhưng mình biết chắc anh ấy sẽ tới tìm mình sớm thôi. Con gái, lại đi xem này. Có người đã mua trái tim thần Venus rồi đó. Tận 135 tỷ. Đúng là không hiểu nổi mấy người có tiền nghĩ cái gì trong đầu nữa. Tốn nhiều tiền như vậy chỉ để mua một cái vòng cổ, đúng là phí của. Không có bản lĩnh thì đừng dạy người giàu cách tiêu tiền. Người ta mua cái này là hưởng thụ đó. Lẽ nào lại giống ông, vô dụng muốn chết. Tôi thấy ông chỉ hơn được thằng vô dụng Lâm Thanh Diện kia thôi. Nói tới tên Lâm Thanh Diện kia là tôi lại thích tức. Nếu không tại tên đó thì Bích Hòa nhà mình đã được gả vào nhà giàu sang rồi. Lúc đó thì một viên trái tim thần Venus thấm thía gì. Tiếc là tất cả đã bị tên phế vật đó phá hỏng. Hừ, Hứa Bích Hoài, cô trông xinh đẹp cũng chả được gì. Cuối cùng vẫn phải cưới một thằng chồng vô dụng. Cả đời này chẳng thể mua nổi cái vòng nào đắt vậy. Đời chị đây phát tài rồi, nhất định phải dẫm đạp chúng bay dưới chân, để bọn bay phải cầu xin được chị bố thí. Sao lại cảm thấy người nọ hơi giống Lâm Thanh Diện nhỉ? Có lẽ mình nghĩ ngợi nhiều quá rồi. Ta biết ngay bất động sản Thiên Vân sẽ nể mặt ta mà. Nếu họ cho mượn thì chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Bích Hoài, triển lãm đồ cổ của ta sẽ giao cho con thực hiện. Sau đó con sẽ được nhận tiền lương và tiền thưởng nửa năm. Cảm ơn nội. Việc hôm nay kết thúc ở đây. Nếu bình thường mấy đứa không có việc gì làm thì giúp Bích Hoài chuẩn bị chuyện làm đi. Bích Hoài là nhân tài ưu tú của nhà họ Hứa chúng ta. Mấy đứa nhớ mà học hỏi thêm từ con bé. Đều trách tên vô dụng Lâm Thanh Diện kia. Mấy ngày nay ở bên ngoài, lúc nào tôi cũng nghe thấy có người nói nhà họ Hứa chúng ta không xứng với biệt thự Thiên Vân. Chắc chắn là do tên vô dụng Lâm Thanh Diện đó khiến người khác xem thường chúng ta. Đúng vậy, xem Bích Nguyên kia kìa, sau này sẽ gả vào biệt thự Thiên Vân. Tên vô dụng Lâm Thanh Diện đó quả thật không có tư cách so sánh với người ta. Đừng nhắc đến cái tên vô dụng đó nữa, xui xẻo. Lâm Thanh Diện kia chạy đi đâu rồi? Sáng sớm đã không thấy đâu nữa, bận muốn chết mà. Mấy người nói xem, đều là người của nhà họ Hứa, sao Hứa Bích Hoài lại gả cho tên vô dụng kia chứ?
Nghe nói chồng cô ta ngoại trừ việc ăn bám thì chẳng được cách thích sự gì. So với chủ nhân của biệt thự Thiên Vân, đúng là cách xa vạn dặm. Đúng thế, Hứa Bích Hoài kia trông cũng xinh đẹp, nhưng lại nhất quyết muốn gả cho tên vô dụng này. Ai biết được liệu cô ta có vấn đề gì hay không chứ? Nghe nói biệt thự Thiên Vân đã nhìn trúng Hứa Bích Uyên. Hứa Bích Hoài này thật ra cũng không kém so với Hứa Bích Uyên. Tiếc là gả cho một tên vô dụng như Lâm Thanh Diện, đời này coi như bị hủy rồi. Chủ nhân biệt thự Thiên Vân kia sẽ không thể nào nhìn trúng một người phụ nữ đã kết hôn đâu. Xinh đẹp thì có tác dụng gì chứ? Ê, chị, sao chị lại trốn trong đây một mình vậy? Tên vô dụng Lâm Thanh Diện kia đâu? Tên vô dụng Lâm Thanh Diện đó sao dám xuất hiện trong những trường hợp như vậy chứ? Chắc là anh ta cũng biết bản thân đến đây chỉ làm khiến cho anh ta mất mặt hơn mà thôi. Cô Hứa, hôm nay cô xinh đẹp thật đó. Nghe nói chủ nhân biệt thự Thiên Vân đặc biệt tiếp đãi cô, thật là ngưỡng mộ mà. Nhà họ Hứa đúng là có rất nhiều người tài mà. Cũng khó trách chủ nhân biệt thự Thiên Vân lại nhìn chúng. Nhan sắc này của cô Hứa quả thật xinh đẹp tuyệt trần. Đúng thế, cô Hứa ưu tú như vậy hơn một số người nào đó nhiều. Chị à, đáng tiếc thật đấy. Theo lý mà nói, chị mới là người xinh đẹp nhất nhà họ Hứa. Tiếc là chị đã gả cho một tên vô dụng Lâm Thanh Diện kia. Hối hận cũng không còn tác dụng nữa rồi. Không hợp nhau thì cũng chẳng phải cưới nhau đâu. Chị ấy gả cho tên vô dụng Lâm Thanh Diện đó, e là cũng không phải trùng hợp. Hứa Bích Uyên, em đừng quá đáng quá. Em quá đáng? Chị à, lời này của chị không đúng rồi. Em là người sắp gả vào biệt thự Thiên Vân. Chị nói em như vậy không ổn đâu. Bích Uyên à, dù sao thì sau này em cũng là chủ nhân của biệt thự Thiên Vân. Muốn đuổi người không thưởng mắt ra ngoài chắc cũng không sao đâu. Hứa Bích Hoài, đợi một lúc nữa chồng tương lai của tôi xuất hiện thì chị sẽ biết được. Mãi mãi chị không có tư cách để so sánh với tôi. Biệt thự Thiên Vân long trọng kính mời cô Hứa Bích Hoài, nhà họ Hứa, vào trong khu vực nội bộ của biệt thự cùng chủ nhân dùng bữa. Xin kính mời ạ.